Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay thì đầu năm 2023 ha. Đây là bữa nay là ngày 1 tháng 1. Ngày 1 tháng 1 thì tôi dành chút thời gian để khắc phục một cái mail của một bạn khách hàng gãy sữa. Hôm trước qua cái quá trình mà tôi sửa cái dòng Lenovo mà tôi like cho các bạn đó, thì tôi có nói về cái dòng mà có một cái máy Dell cũng gửi chung là nó bị lỗi vấn đề, đó là chết BIOS và cháy IC. Thì đó là bạn ấy có gửi đi đâu sửa đó tôi không biết. Vấn đề dòng này cũng khá là pro ha. Dòng XPS này, dòng cảm ứng đó là 9370. Dòng này là màn hình 13, khá đắt tiền ha. Ở đây sao mà quá trình mà tôi kiểm tra thì nó cháy cái khu vực, đó là khu vực con đưa lên khối LCD. Bạn đây là nó cháy con là LCD đây. Nó cháy con IC, lấy nguồn đầu vào để nó mở ra một cái khối nguồn cấp lên cho LCD, cao áp LCD. Thì ở đây tôi phát hiện nó cháy ha, nó cháy cho nên là nó có khả năng là nó gây là bất thường, cho nên là tôi tháo nó ra. Đây là các bạn thấy nó cháy nè, tôi tháo nó ra và tôi câu. Đây là con U22, cái tên nó cũng khá mới cho nên là đây là nó con U22 nè, U22. Đối với những dòng máy cao mà chúng ta sửa không có một cái khoa học là rất là dễ thay men, rất là phí nha. U22 đây, tôi sẽ sợ một con tụ gần nó đi ha. Nó nằm ngay cái khu vực đó là vị trí này, ngay khu vực vị trí LCD, nằm ngay đây nè, U30 rồi UT6, U22 đây. Rồi tôi sẽ sợ con tụ này đi, cho nó dễ ha. Bởi vì U22 nó nhiều qua cái chân trên những con chip, nó sẽ đưa chúng ta rất là nhiều trang, cho nên là tôi sợ con tụ này thì ra nhanh nhất. Đây, U22 này chính là cái khối nguồn cấp lên cho bo cao áp, khối nguồn đầu vào cấp bo cao áp. Tất nhiên nó lấy nguồn B cộng là nguồn đầu vào đó, nó sẽ đi qua con IC này, nó có tên là AV22850S. Thì nó sẽ out ra tại trang số 9 này, đi ra cấp về cho khối LCD. Ở đây thì nói chung là về cùng cái điện áp và dòng tải, cho nên là chúng ta có thể không có thai thì chúng ta có thể loại bỏ ha, loại bỏ con U này, rồi sau đó chúng ta sẽ câu dây tắt qua từ 3-4 là chân nguồn vào đó, cấp qua out ha. Rồi, và thứ hai nữa, sau khi mà tôi thay con U này, tình trạng men nó là nó lại là kích được, nhưng mà nó ăn dòng có 0.1 thôi, rất là thấp. Thì qua quá trình tôi kiểm tra thì tôi phát hiện thêm nó cháy thêm một con IC nữa. Còn vấn đề mà nó chết BIOS thì cái thời gian mà hôm trước tôi có nói là đặt BIOS về từ bên nước ngoài về đã có rồi, cho nên hôm nay tôi sẽ làm đó. Thì cháy thêm một con nữa, đó là tại cái khối là UZ3
Các bạn thấy tôi có câu dây luôn rồi. Thì để rất là kỹ thì tôi mới phát hiện là nó cháy một đốm. Đó các bạn thấy không? Nó cháy một đốm ngay đây này. À, con này là con 501 em 50 5201. Đó, thì tôi tháo ra. Thì khối này á là chính là cái khối mà giống như là nguồn VCCSA. Ngay con UZ3 UZ3 cháy khá nhiều linh kiện. Đây chính là nó lấy cái nguồn 1.5V để nó out ra cái khối VCCST. Đây là khối cấp về IC Vcore và đi vào CPU. Rồi. Tôi thay thì ở đây nó cùng điện áp với dòng tải. Cháy thì tôi không có linh kiện thì tôi sẽ loại nó và tôi câu một hai nguồn vào out nó luôn. À, không cần phải end nữa. Cùng điện áp cùng dòng tải thì các bạn có thể là câu dây ha. Trường hợp mà không có IC thay, chúng ta câu dây được. Rồi. Và cái vấn đề thứ ba nữa đó là chết BIOS. Chết BIOS. Thì con này nó cũng là nó chạy nó là cái chăn BMC. Chăn nó là chăn BMC là chăn BIOS dán, nó có chăn giữa này các bạn thấy đi. Nó có một cái chăn giữa. Cái chăn giữa nó gì đó. Đó. Nên là buộc tôi phải thay mua thêm một cái con BIOS khác, con này chạy mê nó cũng khá cao. Đó là 25Q256 á. 256 mà các bạn chia cho 8 nó ra được là 32. 32 mê. Thì con BIOS hư thì chắc chắn là tôi không lấy được cái sụt zin rồi. Thì tôi đau cái vấn đề đó là con BIOS trên cái trang phi người ta cho trên cái diễn đàn những anh em kỹ thuật á. Tôi đau về và tôi dùng cái phần mềm chuyên dụng tôi sửa lại. À, tôi mod là tôi repair đó và tôi limi đó, tôi sửa lại. Thì vấn đề ở đây tôi nạp vào thì đã ok rồi. Ủa? Rồi. Đó là cái vấn đề những cái lỗi mà trước khi mà tôi tiếp nhận cái xử lý cái mainboard này đó các bạn. Bây giờ tôi sẽ vệ sinh keo lại ha. Rồi tôi sẽ cắt một lớp bảo vệ nó. Rồi, ok bây giờ tôi sẽ gắn cái màn hình vào test cho chúng ta thấy ha.
Rồi. Tao quay vào đây dễ thấy ha. Tôi sẽ mở máy gấp dòng lên. Để máy đeo thì chúng ta lấy pin CMOS cho nó được kết thôi. Nó còn một lỗi đó là mắc cái nguồn khối nguồn vi co. Đây các bạn thấy nó lên hình. Mắc nguồn vi co là nó mắc cái khối là điều khiển VR on đấy các bạn. Là khối đó từ con SIO. Từ con SIO mở ra. Lúc đầu nó chỉ lên 0 chấm mấy thôi, 0.2 thôi. À, sau khi mà tôi xử lý thêm cái khối này là tôi khò, tôi làm đại trang con SIO này nữa thì mainboard mới chính thức là boot nha. Đây, lên hình này nha các bạn. Rồi, tại video mà tôi sửa cái dòng FPS 9370 đến đây xin kết thúc nha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại chúng ta trong các video sau.